Ken Rumbobi, Nguyễn Lê Duy Khang, sinh năm 2001, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ken Rumbobi là một YouTuber trẻ, tài năng thường xuyên làm các vlog có nội dung xoay quanh về đời sống học trò, chuyện trường lớp, bạn bè, thầy cô, học tập. Anh chàng này cũng từng được biết đến sau một thử thách thể hiện tình cảm với Missy. Cụ thể, đu trên tạo dáng, xếp sonolenfofofofofofofocelececefo trên Facebook để lan tỏa yêu thương. Anh chàng Kenjun Bobby với vẻ mặt không hề giả chân hay bị ép buộc, tình nguyện tham gia cùng đàn chị Missy. Khi ấy, fan xem thành quả không thể bỏ qua phần bình luận, mọi người đều cho rằng Kenjun Bobby dường như đang chịu sức ép vô hình nào đó để tham gia. Với sự tự tin có được sau 8 năm mạnh dạng theo đuổi đam mê làm Youtube, thời gian gần đây. Anh chàng còn tích cực lớn sân hoạt động ở lĩnh vực game, khi tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chi hát, cày gian tựa game Resident Evil. Hiện anh chàng này đang ở mức Resident Evil 7, Biorad. Những số liệu thống kê sức hấp dẫn của anh chàng ở làng game, nhất là dòng game kém người theo dõi. Bước chân sang một lĩnh vực mới khiến hơn 800.000 fan của Ken Room Bobby thích thú mỗi buổi sơ stream của anh thu hút vài chục nghìn người lượt xem trực tiếp và hàng nghìn lượt bình luận động viên và tán thưởng cho sự phát triển mới này của bản thân. Anh chàng sở hữu lượng người theo dõi lớn. Thời gian tới đây, người hâm mộ đang trông chờ ở Ken Room Bobby những buổi lên sóng thú vị hơn, như cách mà anh truyền tải tinh thần tích cực, vui vẻ trong những sản phẩm du tuyết.